với gần 50 tỷ lượt xem cho riêng các video du lịch, TikTok đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người đam mê xê dịch trong thời giãn cách xã hội. Trong danh sách được công bố mới đây về điểm đến du lịch được xem nhiều nhất, Việt Nam đã nằm trong số 25 nước có số lượt xem hàng đầu. Có đến 9 quốc gia châu Á lọt vào top 25 các điểm đến thu hút người xem như Nhật Bản với hoa anh đào, Ấn Độ với đền Taj Mahal và bờ biển cát trắng tuyệt đẹp của Việt Nam, Philippines và Thái Lan. Với hơn 460 triệu lượt xem, hiện Nhật Bản là điểm đến du lịch hàng đầu trên TikTok, trong khi Việt Nam đứng thứ 6 với 107 triệu lượt xem. Châu Âu có 7 quốc gia lọt vào top 25 nhờ những kiến trúc phức tạp và đầy màu sắc cũng như các công trình lịch sử, trong đó video du lịch Việt Nga đứng vị trí thứ 2. Châu Mỹ, Châu Đại Dương và Châu Phi cũng xuất hiện trong top 25. Trong đó, Mexico là quốc gia được xem nhiều thứ 3, còn Nam Phi là quốc gia Châu Phi duy nhất lọt vào danh sách. Ở hạng mục những thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên TikTok, New York của Mỹ đứng đầu bảng, thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng thứ 5 trong top 25 thành phố toàn cầu.